Người đã nghe rõ câu hỏi chưa? Tôi sẽ nói lại nhé. Tức là chị đang gặp phải tình huống là bây giờ khách hàng cũ lâu lắm rồi mình không nối lại tình xưa đúng không? Những chiều mà cơn mưa đổ đấy đúng không? Rồi ok, không khó. Thực ra ở trên mạng ấy, mọi người có đồng ý với tôi là ở trên mạng thực ra mọi người rất là dễ thân nhau không? Mọi người có đồng ý như thế không? Dễ hơn đúng không? Chứ ngày xưa không đi ra ngoài đường nhìn thấy một ông này cứ nhìn lén lén không thì dám nói gì. Nhưng bây giờ vào Facebook. Hết pin em ơi. Bây giờ vào Facebook thì thấy anh Phan Anh này vào chat với anh Phan Anh này, anh Phan Anh trả lời ngay đúng không? Rất là dễ, câu trả lời là thế này. Bây giờ mình vào Facebook của họ, vào Zalo của họ, được chưa? Mình dành ra khoảng một vài phút, tôi nghĩ không cần nhiều đâu nhá. Lướt xem ảnh này, lướt xem các cái status của họ, họ viết cái gì, họ nghĩ gì, họ đang sống ra sao, em đang sống thế nào đúng không? Tìm một vài cái điểm chung, mối quan tâm chung. Chúng ta thường nói chuyện với nhau bằng những điểm chung. Các anh chị hiểu ý tôi không ạ? Ví dụ nhá, ví dụ như tôi bây giờ tí nữa làm quen với anh chị ngồi trong bàn tiệc này, tôi sẽ ngồi làm quen, tôi sẽ hỏi là em quê ở đâu, em có gia đình chưa, em có con chưa, ví dụ như vậy đúng không ạ? Cháu đi học trường nào, thì mọi người sẽ bắt đầu bị cuốn hút và một thời gian khoảng 15-20 phút xong, các bạn tự dưng thấy tôi là một người rất là thân thiện. Thực ra tôi có nói cái chuyện gì đâu, tôi chỉ cứ chuyện trò những cái chuyện mà người ta gọi là chuyện phiếm đấy ạ. Trên thị trường mọi người có thể mua cuốn sách mà là small talk, tức là kỹ năng nói chuyện phiếm. Muốn làm quen với mọi người, nhất là làm quen offline ấy, thì dùng chuyện phiếm để làm quen. Thì ý tôi muốn giải thích là chị cứ vào chị tìm những câu chuyện như vậy, sau đó chị bình luận. Cách dễ nhất là tham gia vào cuộc bình luận với họ. Họ đăng hình con lên hay họ đi du lịch lên đúng không ạ? Mùa hè rồi, đăng cái hình họ đi biển. Mình vào mình khen, ui chị ơi, bộ bikini này đẹp thế, mặc dù nó mặc trông phát hiếp được đúng không ạ? Còn chị mua ở đâu đấy, em cũng muốn mua. Thế người ta có trả lời không? Người ta sẽ trả lời. Khi đấy thì nó sẽ dần dần, nó sẽ tương tác trở lại. Tôi nói anh chị nghe, tôi mà tấn công lại là một tuần phải gục. Bởi vì sao? Kỹ thuật nói chuyện của mình quá là thông minh. Mình sẽ tìm được những cái điểm để mình trò chuyện với họ. Nhưng mà vào mãi chẳng nghĩ ra được chuyện gì để nói, lại đi ra. Thì làm sao mà mình thân thiết được? Bây giờ mà chị quay lại mà chị hỏi họ này, hàng nhà em đợt trước chị dùng có tốt không? Nó bảo là em bán cái hàng gì nhỉ? Chị dùng từ nãy giờ, chị dùng khoảng nửa năm nay, bao nhiêu bọn là đều không tốt cả. Không nên khơi gợi những niềm đau như thế được không? Tìm những cái chủ đề chung, chắc chắn sản phẩm của các chị là bán cho phụ nữ là nhiều, đúng không? Mà phụ nữ thì sẽ có những cái chủ đề kiểu như là làm đẹp, nuôi dạy con cái, đúng không? Ấy cứ tìm như vậy, hay là chẳng hạn họ up cái hình lên, mình nhìn thật kỹ, cảm giác giống như dạo này họ bị da bị sạm đi, hay là kiểu gò má bắt đầu là có nám nhiều, đúng không ạ? Mình bắt đầu mình vào mình nói chuyện rồi, em có cảm giác không, có đúng không, là hình như chị dạo này vất vả hơn, làm việc nhiều hay sao em thấy da rẻ có vẻ sạm đi vì mình không có thời gian chăm sóc sức khỏe, hay là mình công việc nhiều quá hả chị? Thì tự dưng có một con nó rất quan tâm mình, thì bọn nó sẽ phải trả lời chứ. Xong bắt đầu lại soi mình xem mình là đứa như thế nào, đúng không ạ? Tham gia bình luận vài câu ở trên status đó, xong bắt đầu chuyển sang gì, inbox trò chuyện, và em đã xem hết, bây giờ cách mà các bạn muốn làm quen với anh Phan Anh như nào nhé,
Thì đây là cách anh Phan Anh xác định mục này. Vào web của anh ấy xem viết, anh ấy viết cái gì. Vào Facebook của anh ấy xem anh ấy đam mê cái gì. Vào kênh YouTube của anh xem anh ấy nói cái gì. Dành ra khoảng 30 phút bốc phép vào là gì, viết một cái mail đầy mùi mẫn: em đã dành cả tuổi thanh xuân để xem YouTube của anh, đúng không? Và em rất hâm mộ anh, đúng không ạ? Em rất thích những bài học anh dạy, hề luôn chưa xem bài nào. Thế thì như thế anh ấy có trả lời không? Có chứ. Tự dưng có một đứa hâm mộ mình như thế mà mình không trả lời nó là mình có lỗi lắm. Đấy, sẽ đi chết ngay. Sau đó nó trả lời lại tiếp tục, cứ thư đi thư lại. Tuần là gục mà. Phải tìm những cái điểm chung. Thậm chí mình có thể, mình bán hàng mà. Đã là người bán hàng mình phải xuống, mình phải chìm xuống và mình đẩy khách hàng lên. Mình tôn vinh họ, không có vấn đề gì cả. Tôi nói thật các anh chị, về học vấn, học vị, có thể tôi ở đây tôi rất là cao, đúng không ạ? Rồi tôi nghề nghiệp tôi là giảng viên, vân vân. Nhưng với các anh chị đang ngồi đây, các anh chị đang là khách hàng của tôi. Đấy, chúng ta phải tư duy rất chuyên nghiệp như thế. Được chưa ạ? Thì mọi việc, thực ra trò chuyện rất là dễ thôi. Đừng ngại nhá, mọi người đừng ngại mở lời, mọi người đừng ngại. Thực ra là sẽ càng kết bạn được nhiều, càng thân thiện, càng chuyên nghiệp thì các bạn càng được lợi. Nhưng mà vào thì đừng có tìm cái ảnh con nó xấu, bình luận là cháu trông, thằng này em nhìn trông như bị đau với chị nhỉ. Thì chắc là ngày mai thì nó sẽ thuê sát thủ đến tận nhà. Có đồng ý với tôi là với cách như thế thì sẽ nói chuyện lại được với khách hàng không? Dễ không? Dễ hay khó ạ? Dễ rồi đúng không? Rồi vỗ tay phải ạ. Vỗ tay to lên thì sáng chưa sáng. Mọi người có biết tại sao cần phải vỗ tay không ạ? Vỗ tay để mình vận động, mình giải tỏa năng lượng đấy ạ. À, lại có câu hỏi nữa, tôi xin mời. Minh, lại có đứa phải chạy. Có vẻ nhiều câu hỏi rất tốt, hỏi rất nhiều ạ. Cho em hỏi là bây giờ ví dụ như là một anh em bán hàng trong bon là hơn 2 năm rồi, nhưng mà có những chị bán hàng ví dụ như là không bán hàng như em ấy, đến một thời gian nào đó họ sẽ cảm giác nhàm chán đấy. Mình làm sao để tạo một không khí mới, tạo một cái bầu không khí mới, để tạo một nhiệt huyết lại cho đại lý của mình cũng như cho khách hàng của mình ấy, bởi vì thế mãi rồi nó chỉ có bán một loại này, không thấy gì thay đổi gì cả. Rồi câu hỏi này của chị cũng hơi nhạy cảm đối với tôi đấy mà. Cái này thì tôi sẽ trả lời ý của tôi trước, sau đấy tôi sẽ mời chị Trang để trả lời thêm. Vâng, chị Trang nghe thấy chưa ạ? Đại lý của chị đang bảo là em bán 2 năm rồi nhưng bây giờ thấy hơi nhàm chán ạ. Bây giờ làm nào? Và tất nhiên là tuyến dưới của chị cũng thấy nhàm chán với chị, đúng không? Thế thì ý tôi là như này, tôi thì cũng có trao đổi với chị Trang là đấy, thực tế đó, đây là cũng chia sẻ rất thật là thực tế là cái thương hiệu và cái công việc kinh doanh của Changwon Cosmetic là cũng có những cái thành công nhất định, nhưng mà cũng đang gặp phải những cái vấn đề liên quan đến việc phát triển hệ thống, liên quan đến việc là đổi mới sản phẩm. Khi mà mình làm độc quyền một thương hiệu thì cái ưu điểm là mình sẽ tập trung cho nó, nhưng mà cái nhược điểm là nó sẽ bị ít sản phẩm đấy, và nó sẽ rơi vào cái tình trạng giống như chị nói đấy, là một năm, làm hai năm thì là nó bắt đầu các đại lý, các tuyến dưới đã bắt đầu nó cảm thấy nhàm chán, bắt đầu cảm thấy khó bán. Bởi vì sao ạ? Bởi vì cái số lượng khách hàng mà thân quen mà mình có thể bán được nó bắt đầu hết, nó bắt đầu cạn, đúng không ạ? Thì tôi nghĩ như thế này, đây là cái kinh nghiệm của tôi nhá. Đầu tiên ấy, nó phải phụ thuộc vào chính chủ thương hiệu. Đầu tiên nó phải phụ thuộc là mình phải ra thêm dòng sản phẩm nếu như mình có điều kiện. Thứ hai là mình phải thay đổi mẫu mã bao bì. Đấy, mình phải thay tên đổi họ. Ví dụ trước nó dạng kem, bây giờ mình ra dạng nước. Trước nó dạng đặc, mình ra dạng loạn. Ví dụ như vậy, hay là trước nó là dạng lọ tròn, bây giờ mình sang nó hình dài. Để làm cho thị trường nó liên tục cảm thấy là mình liên tục phát triển và đổi mới. Và bản thân đại lý cũng cảm giác đấy là một cái làn gió mới của công ty. Và đây là cái phương pháp nha. Đây là một phương pháp hoàn toàn đúng đắn, chứ không phải là mình vẽ vời. Vậy tôi nói anh chị nghe cũng như áo sơ mi thôi. Áo sơ mi nam, sơ mi nữ động thế.
nó cũng chỉ có từng đó bộ phận, ống tay rồi cổ rồi quy,